vị, chiều ngày 12 tháng 5, Giám đốc Sở Y tế TP HCM đã chỉ đạo các cơ sở trên địa bàn khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngay trong đêm. Theo đó, những người thuộc diện phải xét nghiệm COVID-19 ngay trong đêm là toàn bộ nhân viên y tế trực, bệnh nhân và người nhà chăm bệnh. Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Tấn Bỉnh nhấn mạnh, tất cả bệnh viện tự lấy mẫu xét nghiệm. Nếu việc này không thực hiện hết trong đêm, các bệnh viện sẽ tiếp tục lấy mẫu trong sáng mai. Theo Sở Y tế, các bệnh viện đã được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm, khẳng định COVID-19 thì tự làm xét nghiệm cho nhân viên y tế, bệnh nhân và người chăm sóc của mình. Còn các bệnh viện chưa được Bộ cho phép xét nghiệm khẳng định, Sở đề nghị bệnh viện tự lấy mẫu và vận chuyển đến đơn vị khác làm xét nghiệm, theo sự điều phối của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố. Đây là lần đầu tiên TP HCM tổ chức xét nghiệm COVID-19 gấp rút đồng loạt trên diện rộng như vậy. Ngay khi nhận được yêu cầu, nhiều bệnh viện như thành phố Thủ Đức, Từ Dũ, Chợ Rẫy đã tiến hành lập danh sách triển khai lấy mẫu ngay trong đêm.